Thưa quý vị, trong ngày vía thần tài vừa qua, trong khi người dân ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đổ xô về các tiệm vàng để mua kim loại quý này, thì tại tỉnh Vĩnh Long, một tiệm vàng đã bất ngờ bị vị khách lạ ghé thăm, cũng hơn 48 triệu đồng và đôi bông tai vàng. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm và khai nhận hành vi của mình. Đến ngày 1 tháng 2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ hình sự Huỳnh Dũng Em, 38 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân để điều tra về hành vi cướp tài sản. Dũng Em là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tiệm vàng vào trưa 31 tháng 1 tại phường Thành Phước. Theo lời khai ban đầu của Dũng Em, ngày 31 tháng 1, ngày vía thần tài do tiêu hết tiền nên sau trầu nhậu gã đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Dũng Em chạy xe máy đến một tiệm vàng ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, rồi dựng xe phía trước. Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, Công an phường Thành Phước tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tiệm vàng TKL tại khóm 1. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an thị xã Bình Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Theo trình báo, khoảng 10 giờ 25 phút, anh PTT đang ngồi trong tiệm vàng cùng với BTNQ thì một nam thanh niên dựng xe máy trước tiệm. Dũng em đi vào bên trong tiệm vàng, tay cầm thanh sắt và dao nhọn đe dọa, buộc những người bên trong đưa tiền vàng. Nạn nhân hoảng sợ ném tiền vàng ra khỏi quầy. Dũng em nhanh chóng gom hết tiền vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Công an thị xã khẩn trương điều tra, truy xét và đến hơn 14 giờ cùng ngày làm rõ thủ phạm và bắt giữ tại nhà ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, cách hiện trường vài km. Cơ quan điều tra đã thu giữ tăng vật gây án cùng số tiền hơn 48 triệu đồng và đôi bông tai màu vàng. Tại cơ quan điều tra, Dũng em đã thừa nhận hành vi phạm tội trong những ngày cuối năm cận tết hay đầu năm mới các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng hoạt động mạnh và manh động tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu của những vụ trộm cắp được xác định phần lớn do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định xấu vì thế không chỉ các tiệm vàng mà người dân cũng cần hết sức cảnh giác không nên đeo trang sức đồ vật có giá trị trên người để tránh trở thành con mồi của những đối tượng xấu